Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay shop sẽ quay lại giới thiệu một sản phẩm kẹo chính nhà shop. Đấy, mẫu kẹo thân dài và mẫu kẹo thân ngắn. Mẫu kẹo chì Adam Hand nha. Đấy, mẫu kẹo đặn chì lấm. Váy 2 tầng đều đẹp, có đóng chữ khắc dấu. Đấy, thương hiệu kẹo riêng bên shop. Đấy, anh em có thể nhìn này. Kẹo rất đều, rất đẹp. Đấy, đóng trong hộp nhá, kẹo đóng hộp. Giá một hộp này sẽ là 130.000 nếu bán lẻ một hộp nhá. Còn 1 kg là 370.000. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho shop. Đấy, đây là mẫu kẹo 5.52. Kẹo 5.52. Nói chung là hàng rất chi là nhiều. Còn đây là mẫu kẹo 6.35. Đấy, 6.35 ZB. Đấy, xong rồi em sẽ có một cái video khi nào sau là em sẽ quay video để quảng cáo riêng hai loại, một là ZB và một là Adam Hand và mẫu kẹo thân dài. Đấy, đây là kẹo 6.35, rất chi là nhiều. Hàng nhà em thì bao đều, bao đẹp, bao rẻ nhá. Hàng chì mềm đẹp rẻ. Đấy, kẹo chất lượng. Anh em là có nhu cầu nên lại trực tiếp số điện thoại của em chạy trên video ấy. Đấy, em báo là em bán lẻ là 130.000 một hộp này. 130.000 bao ship một hộp nhá. Còn 3 hộp 1 kg. 3 hộp này sẽ là 1 kg. Là 370.000, được chưa? Đấy, 3 hộp là 1 kg 370.000. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại của em. Đấy, hàng bao đều, bao đẹp, bao rẻ nhá. Chuẩn chỉ, không bao giờ phải lo thiếu hàng, thiếu chất lượng gì cả. Cứ liên hệ cần hàng cứ liên hệ trực tiếp cho em nhá. Số điện thoại của em ở trên video ấy. Hàng nhà em thì lưu ý cho em là hàng không đồng kiểm. Hàng không kiểm anh em nhớ rõ cho em là hàng không kiểm giúp em nhé. Đấy, còn cách thức nhận hàng như thế nào thì anh em cứ liên hệ trực tiếp trên video cho em sẽ báo cách nhận hàng cho các em nhé. Đấy, hàng nhà em thì là một hộp, hai hộp, ba hộp là 1 kg, chưa? Đấy, 3 hộp là 1 kg, anh em yên tâm là như thế. Hàng đều đẹp chuẩn, không phải lo cái gì cả, chất lượng đều đẹp nha. Hàng này bao 90m cho anh em yên tâm dùng nha, đảm bảo 90m cho anh em yên tâm dùng. Đấy, anh em là có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại cho em. Rồi, chào tạm biệt anh em.